Thưa quý chị, nạn bắt cóc trẻ em ở nước ta đang có dấu hiệu ngày một gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, thậm chí là táo bạo. Mục đích chủ yếu của tội phạm bắt cóc là để tống tiền, mua bán trẻ em hoặc là để cướp tài sản có giá trị mà các cháu đang mang. Đối tượng thực hiện hành vi bắt cóc có thể là người xa lạ, nhưng cũng có thể là người quen biết với gia đình nạn nhân. Nếu biết cách phối hợp với cơ quan chức năng ứng phó thì trẻ có cơ may được an toàn, còn không thì hậu quả rất đáng tiếc. Như vụ bắt cóc sát hại cho bé 21 tháng tuổi mới xảy ra tại Hà Nội là ví dụ. Vậy thì không biết quý phụ huynh và bản thân của các em cần phải làm gì để bảo vệ trẻ khỏi nạn bị bắt cóc? Nếu chẳng may trẻ bị bắt cóc thì chúng ta cần phải xử lý như thế nào? Để giúp cho quý vị giải đáp những băn khoăn trên, phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lan Phương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Tâm lý Châu Á ACRMCC. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa bà, thì thời gian gần đây trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ bắt cóc. Là chuyên gia tâm lý thì bà cho biết là đối với các bậc phụ huynh thì cần phải làm gì để bảo vệ con em mình trước những cái vấn nạn này? Tôi cũng muốn là các bậc phụ huynh phải trang bị cho mình cái kiến thức và kỹ năng sinh tồn, thoát hiểm để đầu tiên là dạy cho con mình để biết cái đó mà để bảo vệ cho con mình, và cái thứ hai là trang bị những cái kiến thức đó cho con để khi không có ba mẹ bên cạnh thì con vẫn có thể tự bảo vệ được mình. Ngoài những cái kiến thức đó thì nó cũng cần có một số những cái vật mà để mà trang bị cho con khi mà những cái tình huống nó xảy ra thì con sẽ sử dụng những cái vật dụng đó để bảo vệ hoặc là tự cứu mình trong những cái trường hợp đó. Phải có những cái quy tắc với con, ví dụ chẳng hạn như là ba mẹ sẽ đến đón con vào một cái giờ nhất định nào đó. Còn nếu như lỡ may mà ba mẹ không đến đúng giờ mà nhờ một người lạ nào đến đón con á, thì hai bên phải có một cái mật ngữ riêng biệt nào đó. Như bà vừa chia sẻ thì các cái tình huống trang bị kỹ năng là rất cần thiết. Vậy thì trẻ em trong những cái trường hợp bị bắt cóc xảy ra thì cần phải làm gì để bảo vệ mình? Đầu tiên là cháu sẽ giữ bình tĩnh này. Cháu nhận diện ra là mình đã rơi vào một tình huống nào đó, và đây cụ thể là bị bắt cóc. Và sau đó thì cháu sẽ phải, một là bố mẹ dậy rồi, là phải la lên, hét thật to vào: cô chú ơi, mọi người cứu cháu với. La hét dãy dụa như vậy đó, để cho mọi người nghe được, để mọi người đến cứu. Còn nếu như mà bị bắt đi rồi á, thì lúc đấy là phải giữ im lặng, chứ không được la hét nữa. Và giữ bình tĩnh để xem là cái người mà giữ mình á, họ như thế nào, để sau này có thể nói lại với lại bên công an hoặc bố mẹ của mình đó, là cái người đó, cái đặc điểm nhận diện của họ ra sao. Ví dụ như họ mặc quần áo màu gì, tóc tai cao, hay là có một cái nốt ruồi, một hình xăm là gì đó trên cơ thể của mình. Khi mà trước khi trên xe bước xuống hoặc là được đưa vào cái nơi mà bị bắt giữ đó, thì sẽ biết là cái khu này là cái khu rừng hay là có cây bên cạnh không, có nhà không, cái ô vuông màu xanh hay là cái cửa màu tím cái gì đấy. Và cái thứ ba là nếu như mà trong trường hợp mà cháu bị bắt cóc rồi thì có lẽ là nên để lại một cái gì ở hiện trường cho bố mẹ. Theo bà thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì để giữ cái tâm lý thật ổn định để phối hợp với các cơ quan chức năng? Nếu như dạy cho con bình tĩnh được á, thì cũng phải nghĩ được là bố mẹ cũng phải bình tĩnh trước trong những cái tình huống nguy hiểm. Và tiếp theo đó là nên phối hợp với cơ quan chức năng ngay lập tức để hai bên có thể phối hợp cùng với nhau và giải quyết chuyện này một cách nó rất là cụ thể và đúng đắn, chứ không nên tự mình giải quyết theo cái hướng mà bên bắt cóc muốn gì thì chúng ta sẽ làm theo như vậy. Và cái đó nó sẽ gây nguy hại cho con em của chúng ta. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý. Vừa rồi là một số kỹ năng phòng tránh và ứng phó với tình huống khi mà bị bắt cóc mà quý phụ huynh và các em cần nắm. Quý chị thân mến, bất cứ cha mẹ nào cũng không mong muốn con em của mình rơi vào tình huống trên. Nhưng mà kẻ xấu với nhiều lý do thì lại luôn ẩn náu xung quanh trẻ em, mà chúng ta thì lại không thể bảo vệ con trẻ 24/24 giờ. Cho nên cách tốt nhất để trẻ tránh khỏi nguy cơ bị bắt cóc hoặc là an toàn khi chẳng may bị bắt cóc thì phải trang bị cho các con của chúng ta những kiến thức, kỹ năng cần thiết. Và không chỉ có trẻ, bản thân cha mẹ thì cũng cần có kiến thức, có kỹ năng để chúng ta ứng phó, xử lý hiệu quả khi mà gia đình chẳng may rơi vào tình huống như thế này.